Bạn đang nghe podcast từ Giác Ngộ. Mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi! Xin chào mọi người, đặc biệt là các em nhỏ. Chúng ta đang nghe podcast Giác Ngộ số phát sóng thứ 8. Hôm nay là ngày 1 tháng 6, Quốc tế Thiếu nhi, ngày của tất cả trẻ em trên toàn thế giới. Chúc cho các bạn nhỏ của chúng ta lúc nào cũng ăn giỏi nè, ngủ ngon nè, thiệt là chăm ngoan và đặc biệt là có một kỳ nghỉ hè thật là đúng nghĩa. Thưa quý phụ huynh và các bạn nhỏ thân mến, trước giờ chúng ta hay biết đến ngày 1 tháng 6 với nào là kẹo ngọt, bánh thơm, là tiếng cười, là niềm vui. Thế nhưng mà về sự thật, nguồn gốc của ngày quốc tế thiếu nhi lại bắt nguồn từ một sự kiện lịch sử đáng buồn và khó quên của nhân loại. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, có rất nhiều trẻ em người Do Thái đã bị tàn sát trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Để tưởng nhớ đến những trẻ em vô tội đã bị quân đội phát xít sát hại, vào năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1 tháng 6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ và chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Ở nước ta, ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 đầu tiên được tổ chức vào năm 1950 cho đến ngày nay. Đây không chỉ là ngày để cho các em nhỏ có dịp được vui chơi, mà còn là ngày nhắc nhớ tất cả mọi người lớn rằng người lớn nào thì cũng từng là một đứa trẻ, từng có một tuổi thơ. Chúng ta cần quan tâm và dành tình thương hơn nữa đến với trẻ em. Bởi vì chúng ta ai cũng từng trải qua tuổi thơ, thế nhưng mà mỗi một thế hệ thì lại có một tuổi thơ khác nhau. Thời của ông bà mình gắn liền với chiến tranh, tuổi thơ sẽ khác. Rồi thời của cha mẹ chúng ta, khi mà đất nước vừa mới thống nhất, với những cái bữa cơm độn bo bo hàng ngày thì cũng sẽ có một tuổi thơ khác. Và thời của các bạn nhỏ bây giờ, may mắn sống trong hòa bình, có nhiều sự lựa chọn hơn trong giải trí, đặc biệt là sự bùng nổ của công nghệ thông tin, thì chắc chắn là sẽ có một tuổi thơ khác nữa. Nên nhiều khi, từ cái sự khác biệt thế hệ đó mà vô tình, tiếng nói chung giữa các thành viên trong gia đình ngày càng có khoảng cách. Bây giờ, chúng ta khó mà tìm lại cái cảm giác mà cả gia đình cùng ngồi quây quần bên nhau trong phòng khách vì cả nhà có một cái tivi à. Rồi mình chờ ông bà cha mẹ xem xong thời sự lúc 19 giờ thì mới tới lượt mình chuyển kênh để xem hoạt hình. Nhất là ai mà cuối 8X rồi 9X thì có lẽ là sẽ trải qua cái cảm giác này. Thời mà mỗi nhà lúc đó còn có cái cây anten trời á. Khi mà tivi đang chiếu cái phim hay, cái tự nhiên nó mất sóng. Rồi ba mình phải trèo tuốt ở trên cao á, rồi xoay cái cây anten trời đó lại. Mình thì lúc đó nhỏ xíu à, ngồi trong nhà vừa đập đập vỗ vỗ vô cái tivi, vừa la lớn lên: à ba ơi, à, xoay sang trái một chút, à sang phải xíu, à dạ rồi, nét rồi. Đó, như vậy mà vui. Còn bây giờ, chúng ta đã có tất cả mọi thứ trong một chiếc smartphone. Mình có thể xem lại bất cứ kênh nào, chương trình nào mình muốn mà không cần phải chờ đợi tới lượt nữa. Thậm chí là gia đình khá giả thì mỗi người có một cái phòng riêng. Trong cái phòng đó thì có một cái tivi, có điện thoại, có laptop riêng để mà giải trí. Mình không còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa. Vì vậy thì nói thương thì vẫn thương chứ. Nhưng mà vì các thành viên không có nói chuyện được với nhau nên thiếu đi cái sự thấu hiểu. Từ đó mà vô tình, tình thương của ông bà, của cha mẹ anh chị đối với con em của mình, nó lại biến thành cái sự bắt ép với cái câu thần chú là tất cả làm là vì muốn tốt cho con, cho cháu mình thôi. Nhưng mà bản thân cái người tiếp nhận, tức là các em nhỏ, lại cảm thấy mất đi cái sự tự do. Sao mà gia đình không ai hiểu mình hết vậy? Thế là càng thương thì lại càng khiến cho khoảng cách thế hệ ngày càng bị đẩy đi xa hơn. Ngày trước á, mùa hè là nghỉ hè đúng không ạ? Quý phụ huynh chúng ta thời còn nhỏ, tới hè là mình được vui chơi nè, được đi đá banh, được tắm mưa, lội sông, lội suối, trèo cây, hái trái. Nhưng mà đến thời của con em mình thì sao ạ? À, từ mùa nghỉ hè nó trở thành mùa học thêm. Bởi vì là nhiều phụ huynh quá là lo, bây giờ ai cũng cho con mình đi học thêm hết, mà con mình không học thì sợ không bằng người ta. Nó vô tình khiến cho nhiều trẻ em bị mất đi cái mùa hè đúng nghĩa. Mùa hè không còn được nghỉ ngơi vui chơi nữa mà trở thành nó áp lực hơn, kể cả là áp lực hơn so với thời gian mình học ở trong lớp nữa vì phải học quá nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, nếu như chúng ta để ý thì thiệt ra trẻ em cũng giống như là một cái cây vậy. Cái cây nó cần đất, cần nước, cần phân để nó lớn lên.
Còn con trẻ, cần được ăn, cũng cần được ngủ. Nhưng mà để phát triển về vật lý thôi. Mà cái điều quan trọng mà hầu như trẻ em bây giờ rất là thiếu, mà có thể là phụ huynh mình cũng không để ý, đó là về mặt phát triển tinh thần, nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp sâu bên trong tâm hồn của các em ngay từ nhỏ. Quý phụ huynh, quý ông bà, cha mẹ nào chúng ta đang nghe podcast này đến đây, thì thiệt ra không phải là một lời khuyên hay gì hết, chúng ta hãy xem như một lời chia sẻ thôi. Mùa hè này, quý vị hãy thử để cho trẻ được giảm bớt áp lực học tập, cho trẻ được hòa mình với thiên nhiên, như là về quê chơi với ông bà nè, hoặc là tham dự những cái khóa tu mùa hè, để các em có thể vừa học vừa chơi, vừa được nuôi dưỡng tâm hồn. Ở đó, các em không những được vui chơi hoạt động thể chất, mà còn được các quý thầy, quý cô chia sẻ về những bài học đạo đức phù hợp với lứa tuổi, về kỹ năng sống nè, về tình yêu thương gia đình, nếp sinh hoạt ngủ nghỉ ngăn nắp v.v. Đặc biệt là ngày 15 tháng 6 sắp tới, tại Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu có tổ chức khóa tu xuất gia báo hiếu lần thứ 2 dành cho các bạn nhỏ. Với không gian hòa mình với thiên nhiên rộng rãi thoáng mát, đó là một sự lựa chọn rất là tốt cho mùa hè này của các em trở nên ý nghĩa hơn. Hay là vào những ngày này, các em có thể trở về chùa Giác Ngộ quận 10 chẳng hạn, mình xem triển lãm tranh Việt Nam Ước Mong do chính các họa sĩ nhí là các bệnh nhi ung thư, trẻ tự kỷ, mồ côi vẽ nên ước mơ của chính mình. Sau đó thì phụ huynh có thể đưa các em lên chánh điện để mình tắm Phật. Đây là những hoạt động giúp cho các bạn nhỏ nuôi dưỡng tình thương, tâm từ và tâm bi sâu bên trong ngay từ khi còn nhỏ. Và bây giờ thì thay cho lời chào tạm biệt, một lần nữa chúc cho các bạn nhỏ của mình có một mùa hè thật tuyệt vời và ý nghĩa. Một món quà nhỏ âm nhạc gửi đến các bạn, bài hát Em Yêu Hoa Hồng của Thiền Ca Làng Mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Do be 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 do. Em yêu hoa hồng này, yêu hoa thủy tiên này, em yêu cánh trường này, yêu sao núi đồi nhấp nhô lung linh ánh sao trên trời khi mặt trời đi ngủ. Do be 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 do be. I like the roses, I like the daffodils, I like the mountain, I like the rolling hills, I like the twinkling star when the sun goes down. Do be 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 do be. Hồng này, yêu hoa thủy tiên này, em yêu cánh rừng này, yêu sóc núi đồi nhấp nhô lung linh ánh sao trên trời khi mặt trời đi ngủ. Do be 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 do be. I like the roses, I like the daffodil, I like the mountain, I like the rolling hill, I like the twinkling star when the sun goes down. Do be 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 do. Bạn vừa nghe podcast Từ Giác Ngộ. Cảm ơn bạn đã dừng lại và lắng nghe.